Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Theo cái sự tính toán của tao thì nàng thắm của mày quá ư là đàn ông, cho nên cái chiến thuật mà hành động bạo lực mà của phim này nọ bỏ đi. Theo tao mày phải chuyển qua một phương án khác. Phương án gì mày nói lẹ đi. Mày sẽ áp dụng theo phim Hàn Quốc, nó tình cảm sướt mướt luôn chút xíu. Ổn của mày. Không có sợ cái kế nó cũ, chỉ sợ là mình làm áp dụng không áp phê thôi, hiểu không? Nhưng mà tao thấy cái kiểu mà sến sến nước mắt đó nó giả tạo lắm mày ơi. Mày lúc nào gì giả tạo gì? Tao nói mày nghe, từ giờ hôm nay đi, cái chuyện tình cảm của mày và Thắm á, cứ để tao tính toán, hiểu không? Cứ để tao lo. Còn chuyện của mày bây giờ á, là mày phải làm như thế này. Tao đã tính toán kỹ rồi. Ở Mỹ người ta ưu tiên nhất là người già, trẻ em, và sau đó mới là con chó. Đầu tiên tao sắp đặt bà hai gần nhà tao, đứng ở ngoài đường ấp. Bà bị sao vậy? Ngoại đi chợ về xách đồ, mà tới đây nặng quá đu không có nổi, nó chết rồi. Để con xách giùm cho bà nha. Cảm ơn con. Mấy cái chuyện nặng nhọc này bà hai cứ để con lo. Cảm ơn. Chàng trai trẻ thật là tốt bụng. Thôi đi về, đi về. Trong hai cái giỏ ta sẽ ngụy trang cho căng tròn, nhưng thật ra là nhẹ hều cho mày dễ xử lý. Dạ có chào chú cơ con. Chào cô. Nè, mới đọc về hả? Dạ. Chú Cần, đàn phụng mẹ chú mua cho tụi mấy tụi con nè. Có hay đẹp không chú Cần? Cái nào cũng đẹp hết á. Thôi tụi bay về lẹ đi, ở nhà ba má đang chờ ở nhà đó. Dạ. Đi đi. Đám con nít này cũng là do tao sắp đặt. Tụi nó cũng sẽ là quân của mình. Chuyện gì anh Cần? Hai đứa bay đi đâu đây? Dạ đi mua chó và ăn thịt nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Hai cái thằng này nói bao nhiêu lần rồi không được ăn thịt chó, bởi vì con chó rất là gần gũi thân thiết với con người, biết chưa? Dạ tụi em biết rồi. Vậy giờ em đem con chó này trả về cho chủ của nó. Tụi em hứa từ nay về sau sẽ không ăn thịt chó nữa, được chưa anh? Đi lẹ lẹ đi ha ông thần. Nhớ đó. Nghỉ nhậu luôn. Vậy là em đã tìm được người đàn ông của đời em rồi. Yes. Tiếng của tao mày. Tao thông báo cho mày biết, từ cái tính toán tới cái hiện thực nó còn xa lắm, thấy chưa? Gì? Yên tâm, một khi cần này mà ra trận là bách phát bách trúng. Ổn không mày? Mày phải tin tao. Yeah. Rồi chở rẫn cẩn thận nha mày. Rồi được rồi thì đi. Chạy xe cẩn thận nha mày. Thằng quỷ à, không có mắt hả mày? Mày chạy đâu vậy? Tao không có chuyện gấp là mày chết với tao rồi. Qua đây. Sao? Bán ly cà phê mang về sao? Cái gì? Bán bình cà phê mang về. Cà phê mang về phải không? Dạ, sao bán con bình cà phê? Rồi, đợi chút xíu có liền. Đi gấp gấp giờ sao? Nhanh gấp. Cái mắt con mắt mày gấp gấp gì? Coi kiều tiên trước chứ sao gấp 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 gấp. Khùng hả? Làm gì cà phê có liền mà gấp? Hơi pha bao lâu cũng được. Mặt riết y như thằng khùng mà. Dữ hóa vậy. Ủa, Ly. Ủa? Ừ. Đâu Ly? Đây? Anh có một chuyện gấp, đi ghé mua cà phê. Tiếc quá à. Em có chuyện định tâm sự với anh, mà bây giờ anh gấp như vậy á. Lý,
Ừ, ba cái chuyện vặt gia đình mà có gì đâu. Ừ, nói chuyện được, nói chuyện được. Được không? Ừ, được. Được ha. À. Vậy đi lại đây. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống, tâm sự chút nha. Ê, tôi không ngờ cũng có ngày Lý cũng mời tôi nói chuyện tâm sự với nhau. Có gì đâu không biết nữa. Cái gì có lợi cho em làm hết á. Lý muốn nói cái gì vậy? Không. Ý em muốn hỏi là anh ở đây rồi anh cần đâu? À, hóa ra vấn đề này hả? Ủa hai, ở vườn nhà mình á, cái gì mà không có, sao phải đi chợ vậy hai? Hai muốn nấu món đặc biệt cho tía má. Ủa, món đặc biệt là món gì vậy? Lát nữa đi rồi biết. Trời ơi. Ủa, bà ơi, bà có cần giúp cái gì không? Ôi, hai đứa làm ơn giúp bà xách cái giỏ này về nhà. Bà đi chợ về tới đây mệt quá, đi hết nổi rồi mấy đứa ơi, hết nổi rồi. Ủa, sao cái bà này nhìn lạ lạ mà quen quen vậy ta? Không có gì đâu, thôi để con xách giùm cho. Ơi hai đứa, để anh giúp bà nha. Ê, mày thằng này ghen ra, ghen ra. Không có nhờ bay được, nhờ bay bay lấy tiền công mắc lắm. Trời ơi, bà bữa nay bà giỡn vui quá ha. Thôi đừng có giỡn, đây con xách giùm cho mà. Thôi, cái gì vậy? Đã nói là không mà. Tiền đó tao trả cho bay hả? Ủa? Tông không xách thôi, để từ từ xách. Ủa, sao bà nói cái gì vậy? Bà ơi, để con phụ bà một tay, xách giỏ cho bà nha. Thằng này được nè bay. Thằng này tốt bụng lắm nè. Nè, xách giùm bà, xách giỏ. Ủa, gì kì vậy? Dạ, để con. Ê! Thẩm ơi, phụ anh đỡ bà nghe em. À, dạ. Ủa? Mình đi thôi. Tránh ra. Xúc kỳ vậy? Thằng có dịch toán rồi. Ê bà ơi, bà ơi, chắc là có hiểu lầm gì hả? Chứ còn với bà chưa bao giờ gặp nhau mà sao tự nhiên cái nó không con lấy tiền. Gì mặt quen quá ta? Không có hiểu lầm gì hết. Thắm, anh chưa bao giờ lấy tiền của bà đâu. Nói thiệt á, anh thề luôn á Thắm. Dạ, con chào bà. Con chào cô chú. Ủa mấy đứa, rồi đồ của mấy đứa đâu? Ơ kìa, tại sao mấy đứa lại không đi học vậy? Dạ, chú Cần đưa cho con mấy tụi con tiền đi chơi điện tử. Chú Cần nói đừng học nhiều quá không tốt. Vậy? Hả? Nè mấy đứa, sao vô quan anh vậy hả? Thôi được rồi, mấy đứa về nhà đi học đi, đừng đi chơi nữa. Ai mà học giỏi, chú sẽ thưởng cho, chú sẽ dẫn đi chơi, chịu không? Dạ. Ê, không đi đâu hết nha. Ê, nè, đứng lại cho đi đi con, về nhà đi học đi nè, ngoan. Nè, ủa mấy đứa, kỳ vậy? Ủa, anh Cần, sao còn ở đây? Em mới bắt được con chó nè, qua bên đây làm mồi nhậu chơi. Hả? Anh ăn thịt chó hả? Anh ăn thịt chó hồi nào đâu? Ở kìa, tại sao hai em đang ăn thịt chó như vậy? Người ta nói đó, chó là bạn thân thiết nhất của con người, không được ăn đâu. À thôi được rồi, không ấy cứ cầm tiền của anh đi, kiếm cái gì đó mà ăn đi. Nhớ con chó này, để con chó là chủ cũ cho anh, nghe chưa? Anh Cần, giờ sao? Cái gì? Mày thả ra đi, tao đập đầu mày bây giờ á. Trời ơi, sao kỳ vậy nè? Anh Chí tốt bụng quá à. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Mà còn sang nữa. Cảm ơn em. Mình đi thôi bà ơi. Kỳ vậy? Quý Tân. Bây giờ mày đứng lại không? Theo sự tính toán của tao, nếu tao đứng lại á, mày quýnh tao chậm nhẹm sao? Bây giờ mày không đứng lại á, tao quýnh mày chậm nhẹm cho mày coi nè. Mày đứng lại. Mày tát bể đi, tao tách bây giờ. Cái hại mày là anh em nhàn chi một, đâu phải tao. Cũng tại mày dạy gái thôi, mày mê con kia quá, mày mê con Ly, cho nên anh em nó mới có hội hại tao. Mày còn dám nói gì nữa. Bể liền tách là về gì la mà dám chịu nha. Tao đâu có ngờ là Ly. Lý giả bộ tâm sự tao. Rồi mọi thông tin rồi nói cho thằng Chí biết đâu. Cứu tay mà chạy gái quá lắm mày như vậy. Mày cũng dạy gái vậy, mày dạy thằng Thắm vậy. Sao không dí nữa? Mệt quá. Thôi bỏ đi nha. Thôi tha đi, tha lần này mày đi. Mày á,
tao sẽ cho mày một cơ hội để chuộc lỗi. Hả? Cơ hội? Ừ. Ngồi đây chờ Sáu chút xíu, Sáu vô lấy, Sáu đem ra liền. Dạ. Chờ chút nha. Dạ. Nhanh nhanh nha Sáu. Ừ. Alo. Tao nè. Thì tao đang qua bên nhà ông Sáu Lèo nè, lấy rượu về cho chú Năm nè. Mệt mày quá, mới đi chút xíu à. Mày yên tâm đi, trời tao nãy giờ tao năn nỉ cũng gãy lưỡi luôn á. Ông mới chịu á. Đây là cái hũ rượu cuối cùng của ông luôn á, mày hiểu không? Ừ. Yên tâm đi. Chắc chắn sẽ lấy được mà. Về mà đưa chú Năm một cái nha, đảm bảo chú Năm sẽ gả con gái cho mày liền. Ừ. Rồi vậy nha. Rồi 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 rồi. Ủa Lý em đi đâu đây? Dạ em đi mua đồ. Vậy hả? Dạ. Đi đi ra ra uống nước, ngồi uống nước với anh. Dĩ nhiên là được chứ. Được hả? Dạ. Bây giờ nha, anh ngồi đây. À. Anh ngồi xuống đây anh chờ em đi. Em có công chuyện, em chạy đi một cái xong em chạy trở về em uống nước với anh ha. À. Nha. Chắc nha. Chắc chắn, nhưng mà anh hứa với em là anh ngồi đây anh không được đi đâu nha. Rồi. Ngồi yên ở đó nha. Rồi. Em đi là quay lại liền đó. Rồi. Nha. Ừ. Nhớ nghe. Rồi. Bánh xèo tới nè nha. Có bánh xèo nè Tiếp á. Đây đây đây. Hấp dẫn luôn. Trời ơi sao nó giỏi quá vậy nè. Trời nó vừa tròn đều mà nó hấp dẫn ngon làm sao đó. Giỏi quá làm sao mà con vẫn nhớ là cái truyền thống mà làm bánh xèo mà má dạy cho con hồi từ nhỏ hay quá. Vàng tươi nha. Má ơi, con không bao giờ quên được cái bí kíp của má hết á. Ở bển á, con cũng hay đổ bánh cho nhà cậu ăn lắm. Dạ? Biết rồi hả? Quen luôn, nằm trong đầu con rồi nè. Thấy chưa? Con gái của tôi á là bây giờ nó giỏi nhất cái huyện này. Không không không, không ở huyện nào, nhất cái tỉnh này luôn. Con tôi á là không có ai mà qua nó hết trơn á trời á. Nó số 1. Đúng rồi, hai của con là số 1 luôn. Mà hai, bây giờ hai mà ưng chuyện của em với anh Kiệm nữa là hai là số 1 của số 1 luôn á. Ừ thì gả thì cũng được. Nhưng mà đợi 5 năm nữa đi ha. Chừng nào mà học hành xong xuôi nghề nghiệp ổn định, muốn tính gì tính. Chú Năm ơi chú Năm. Đứa nào vậy? Hình như cái giọng của thằng Chí thì phải à. Thằng này nó vô cái chỗ cũng biết vô ghê. Cái gì mà đang ăn trời đánh tránh bữa ăn cũng tới không biết. Không sao đâu tía, con còn cái bển kìa. Để đó đi. Cái gì vậy bay? Chí hả? Thánh thần ơi, ôm cái gì một cục thấy đổ quét cái ghê vậy? Chú biết không? Ngồi đi. Cái này á là của một người bạn tặng con. Ừ. Rượu ngâm đó chú. Gì ha? Ngâm 20 năm rồi đó chú. Nhân sâm không à? Dạ, cái này á uống vô là ông uống bà khen. Đó, còn biểu chú uống lại rày mấy ngày Tết chơi. Về tao uống bà khen hả? Dạ, Thiếu Năm khen lắm á. Ăn má. Dạ, không biết nó qua đây không có chuyện gì hay là nó kiện tụng gì ta. Không có đâu má ơi. Ổng qua bên đây á để lấy lòng tía má cua hài của con. Nhỏ này. Trời. Chị đừng có nói với em á là chị không biết cái chuyện hôm qua ở ngoài đường ấp á có màn đấu đá của nhau của ổng với ông Cần để lấy lòng chị nha. Dạ thưa chị hai, em biết được chưa? Ủa rồi vậy thôi, cuối cùng á là con ưng đứa nào? Không có ưng đứa nào hết trơn má. Cắt cái mỏ bây giờ. Hay là ở bên Mỹ con có người nào rồi? Má, con mới gặp hai ảnh có gần đây thôi mà lựa chọn gì. Với lại thôi con chưa có lấy chồng. Thôi thôi ăn mắc cỡ má. Con nhỏ này trời ơi cứu tôi với. Ủa trời ơi trời. Cái gì vậy? Cái gì ta? Trời ơi cứu tôi với. Trời ơi trời. Tại này rượu gì? Rượu mua ở tiệm ông Sáu Lèo. Trời
Thôi, sao bây giờ đưa tiếp đi trạm xá, đi trạm y tế đi. Chú Nam, anh làm gì vậy? Định đưa tiếp tôi đi nữa hay sao? Anh đừng có giả bộ nha, anh đúng là hệt thiệt là ác luôn á. Anh biết là ông Sáu Lèo nổi tiếng là bán rượu giả, mà còn đi mua cái đó về cho tiếng tôi uống nữa vậy? Rượu giả hả? Chứ sao, nguyên cả ấp này cũng biết hết trơn á. Ủa sao anh không biết ta? Anh cứ nghĩ là chú Nam thích uống rượu ở đó lắm á. Chết rồi, anh bị kẻ gian hãm hại rồi. Thôi anh đừng có ngụy biện, anh đúng là ác như con cá thác lát vậy đó. Được. Kỳ với ta. Rượu giả hả? Còn không? Trời ơi Ly, mày hại chết anh mày rồi Ly ơi. Đứng yên đó. Tao là con chuột tội rồi, mày cũng dí tao quýt đau là sao vậy? Tao kêu mày qua đó chơi thăm cái thằng Chí á, tại sao mày qua quất luôn nhà vợ tao vậy hả? Hả? Mày biết gì vậy? Ừ thì cái sự tính toán tao nó có sai sót một chút, tao đâu có ý đâu. Rồi của mày luôn cứ tốn sai lầm. Bây giờ em thấm nhận tao luôn rồi kìa. Mày muốn gì? Lần này sẽ được mà. Lần được thì sao? Thì lần sau sẽ được. Gì? Tao giỡn thôi. Chắc chắn lần này tao tính toán kỹ mà chắc chắn sẽ được. Không. Bây giờ dấp chỗ nào thì mình sẽ đứng lên chỗ đó. Ý của mày là bây giờ tao phải qua nhà bên đó tìm cách chuộc lỗi với ông già vợ tương lai đúng không? Ê! Tầm thường lắm bạn. Mày nghĩ tao tính toán mà tầm thường vậy sao? Bây giờ cái nhiệm vụ của mày là phải qua lấy lòng Thiếm Năm, người đàn bà có quyền lực nhất trong ngôi nhà đó. Mày thấy ghê chưa? Rồi, lại đây. Nè, cẩn thận nha. Một người á là chọn lựa xong rồi cắt rồi đếm cho đủ số lượng, không có làm dơ nha. Rồi, đi làm đi. Xong chưa? Xong rồi, bây giờ ông có còn nhắc nhở gì không thì ông nhắc nhở đi. Rồi. Bây giờ nha. Hồi nãy giờ Thiếm Năm á dặn tụi con cái gì nha? Nhớ nghe, không có làm sai nha. Bây giờ tới chú Năm. Thiếm Năm dặn cái gì? Chú Năm dặn y chang vậy luôn. Ha? Dạ. Ủa vậy thôi hả? Vậy thôi. Vậy chứ ông nhào vô làm gần chi cho người ta gối thêm. Có gì đâu gối. Thôi, đi làm đi. Tôi qua tôi vòng xuống này tôi kiểm tra mấy cái lan mới tưới nước qua coi có sao nha. Rồi, vậy nha. Vậy thôi làm thế ghê. Thôi dạ. Ây da. Ôi, nóng quá, không biết cái quạt của tôi đâu rồi. Dạ có quạt liền nè Thiếp, mát không Thiếp? Bên đây mát hơn nè Thiếp. Trời nóng như vậy Thiếp hay dùng quạt mini sẽ mát hơn, đỡ hơn quạt tay kia, mỏi tay lắm Thiếp. Thôi, cảm ơn. Thiếp ơi, uống mía lao mát cả ngày luôn, con đảm bảo luôn. Mía lao không có an toàn về vệ sinh thực phẩm đâu Thiếp. Thiếp phải dùng nhân sâm cao ly đến từ Hàn Quốc, bảo đảm an toàn và chất lượng. Ôi Thiếp ơi, ba cái đồ rễ cây quan dại uống vô là bụng nó Thiếp. Anh chưa chứ đâu mà nói người ta đồ rễ cây hả? Tôi chỉ dựa vào thông tin thời sự nóng hổi thôi. Cho dù tao giật mình hả? Cho dù tao rễ cây đi chăng nữa cũng hả? Mắc hơn cái đồ miết thiêu của anh. Vậy ai nói này là miết thiêu hơn cái đồ xăm giả? Anh uống chưa biết xăm giả? Anh uống biết xăm giả. Còn mời thêm. Người nào? Bỏ chạy. Cái gì vậy? Thêm. Thế nào, lên đi với con đi. Thêm đi làm. Thế nào? Không. Đi với con, xe con mới mua, bảo đảm êm lắm Thêm nào. Đi với con, đi. Thôi. Đi. Xe đen xui lắm Thêm ơi, đi với con, Thêm nào. Dạ, buông lên, làm ơn là buông ra. Nè, cái chuyện của hai người đó nha, tôi chưa có về được đâu. Ở đó mà níu với kéo buông da cho tôi đi. Dạ Thêm Năm ơi, con xin lỗi Thêm Năm, con biết là lỗi tại con. Nhưng mà hả, tại vì người ta số 7 con á. Thêm đừng có nghe bên kia. Con chỉ là người bị hại thôi. Thiếm mà giận con á là tội nghiệp con lắm luôn á.
cái người hại con là ở bên kia kìa đó. Nè nè nè, đừng có ngậm máu phun người nha. Ê, tôi chỉ bắt trước ai kia thôi à nghe. Cái gì? Giờ sao? Đồ có thứ thứ gì? Thứ quê mùa. Thôi thôi thôi. Đỡ hơn thứ quê nửa mùa. Gì? Thôi thôi thôi, tôi đi đây. Tôi xin nằm đi với con. 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 Trời 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 trời. Đừng có lắc đầu nữa được không? Lắc một hồi rớt cái đầu ra luôn bây giờ. Trời đất ơi, anh nghĩ sao vậy hả? Uổng công em, uổng công em đi rình gặp, đi tìm cách cho anh, bày mưu tính kế cho anh, để rồi bây giờ hả, đưa ra bao nhiêu kế anh lập chất quốc hết trơn à? Thì ai mà biết đâu, chuyện lỡ rồi thì bỏ đi. Bây giờ mình phải suy nghĩ cách kế tiếp đi nè, phải hành động thôi, không thôi là không có kịp. Đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi thì bây giờ á, chỉ còn một cách duy nhất là lấy lòng nửa kia của Thiếm Năm. May ra đó còn hy vọng, còn nếu không hả, bích cửa. Ồ, con nhỏ này nay nói chuyện có lý quá à. Con lý em thằng Chí mà. Hèn chi anh em mình rất chí lý. Quầy rốt. Chú Năm, chú Năm, chú Năm, chú Năm. Đi với con, đi với con. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đi với con, đi với con. Thu hoạch trước nha. Chú Năm, con nói cho chú nghe. Hôm nay con mời chú đi ăn lẩu cua đồng ở quán gì chính. Đi. Đó, không có ngon chú. Chú đi với con. Quay quán gì sao ăn lẩu cá lóc ha. Nè nè, tôi tới trước nha. Tôi là người mời chú đi trước nha. Nha. Ê, tôi tới trước nè. Chú yên tâm là con đi. Thôi, buông ra. Nè. Dạ. Nha. Tao không đi với thằng nào hết. Không qua chú. Cái gì? Đôi khi kẻ thù cần phải hợp tác với nhau thì mới làm được đại sự. Quán gì sao hả? Ừ, vậy đi. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Ê, thả tao ra kìa. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái quán tôi mà làm như cái chỗ ngồi thiền vậy. Trời ơi, ba người thì ngồi một bàn thôi chứ ba người ngồi ba bàn kiểu này là khách vô chỗ đâu mà ngồi. Sao? Ăn một lẩu nhưng mà tính tiền ba bàn luôn, được chưa? Vì sao? Bên kia không trả, con trả. Dì cứ lo đi làm đồ ăn của dì đi, để con nói chuyện với chú Năm một chút. Tôi hứa nha. Chú Năm. Dạ, thưa chú Năm. Tao thề không bao giờ tao nói chuyện với cái bọn khủng bố. Dạ, thưa chú Năm. Thiệt sự là con không có định áp dụng cái chiêu cuối này để bắt chú ra đây đâu. Nhưng mà vì không còn cách nào hết, con phải bắt chú ra đây để mà có thể giải bài cho chú con bị tên kia hãm hại như thế nào. Chú Năm. Gì? Chú đừng tin bọn gian ác đó, chính con mới là kẻ bị hãm hại nè chú. Thôi dẹp đi. Tổ bà nó tụi bay, hai thằng bay nó thích con Thắm, thấy không? Muốn cua con Thắm. Tao đâu có cản cái chuyện đó. Nhưng mà làm cái gì làm, mình phải làm cho ra đàn ông nó là đàn ông, con trai nó là con trai. Cái gì mà ăn no bài ba cái trò như con nít hả? Thiệt tình đó. Làm gì hả? Coi sao đặng. Dạ dạ chú Năm. Thôi chứ. Ngồi xuống đi. Hai thằng bay ngồi xuống. Suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ lại những cái chuyện tụi bay đã làm đi. Chú Năm à. Tao nói thôi nha, tụi bay mà bước tới một cái nha là này có phút một cái nha, một thằng ghim một con vô con mắt. Chú Năm. Dẹp đi. Chú Năm. Đây có lẩu rồi đây nè. Rồi hai thằng qua ngồi chung một bàn ăn giùm tôi cái đi. Hai thằng ngồi hai bàn làm sao mà nó mà ăn được. Thôi con ăn Thím ơi, cứ ghi sổ cho con đi nha. Cái gì kỳ cục vậy, chưa ăn mà tính sổ là sao? Đồ ăn tao đã nấu tao đem lên rồi, đứa nào mà không ăn mai mốt tao không có cho vô quán nữa đó. Tao nói rồi, giỏi tao đi tao đem rau ra đó. Trời ơi, sao khó vậy sao? Nè đó, ngon chưa?
Rồi hai đứa ăn đi nha. Còn cái gì kêu sáo? Ủa chú Năm sao quay lại vào đường này hay quá vậy? Dạ. Đâu? Thôi sao không à, chú Năm đâu? Nhìn lộn. Nói vậy biểu nhìn tinh chi ráng chịu. Ủa Thám đi chợ hả em? Thám đâu? Thì thấy nhỏ nào đi ngang y chang y hệt thánh luôn, ai biết đâu được. Sợ. Thôi ăn đi kìa. Không ăn á gì sao mà cấm cửa không cho tới đây nữa, nó mất công lắm á. Nè, không thân không biết không quen không thích nha, nhưng mà bà mình khuyên bạn một câu chân tình, bạn nên bỏ cuộc đi. Em Thắm không có chọn bạn đâu. Ơi, coi lại mình đi nha, coi lại đi rồi hả nói. Thắm là thuộc về bên này là cái chắc rồi, biết chưa? Để rồi coi. Để rồi coi. Hai thằng ôn dịch. Ủa anh Năm, làm riết mình rối mình về cái quên cái khăn luôn. Ủa hai mắt dịch này đâu rồi anh Năm? Ai biết hỏi tôi. Ui kỳ vậy, đây đây. Tôi kêu tôi đem lẩu lên là tự nhiên bỏ đi đâu rồi. Thôi rồi, sẵn rồi, ở đây lại ăn miếng lẩu với tôi đi đi. Thôi ăn hết miếng nước lẩu rồi về. Lẩu tôi nấu ngon lắm mà, hết nước còn nóng nè. Tôi không có ăn đâu. Tôi đang nghĩ ông mà đồ ăn tôi đã nấu rồi, tôi đem lên tới đây rồi ăn giùm tôi miếng đi. Ông sao kỳ quá à. Ngồi xuống đi. Ăn mà có bà đừng bắt trả tiền nha. Bậy, tôi nó kêu mà tôi tính sổ, tôi nói kêu ông trả tiền rồi nào. Nước lẩu tôi nấu ngon lắm, húp miếng đi cho nó nóng khỏe rồi về. Thôi giờ nếm thử cái thôi nè, ngon thì ăn không ngon thì thôi vậy đi ha, cho nó dễ đó. Nếm miếng cho bà vui thôi ha. Nếm miếng đi cho vui, tôi nấu mà tôi còn nghe mùi hấp dẫn nè. Nè, không có bắt tôi trả tiền nha. Không có đâu, tôi ghi sổ cho tụi nó rồi. Tôi nếm miếng cho chị vui thôi đó nha. Ừ. Trời, cái gì vậy, cái gì vậy? Tôi đã nói rồi, nó nóng dữ lắm. Tham ăn hốt hút từ từ thôi. Ăn một chi cố vô. Tôi coi thổi cho. Cái gì? Dạ. Bị cái gì? Dạ lớn à. Chơi mất dạy quá. Ê, anh mới vô duyên. Tự nhiên cái chửi tôi chơi cái trò mất dạy là mất dạy làm sao? Mà chơi chị gài ớt cay quá trời trong này. Hèn chi ép người ta ăn. Tôi gài ớt vô đây hồi nào tự nhiên anh đổ thừa tôi. Anh giàu lao. Ớt đâu mà ớt vô đây. Hèn chi cứ nói hoài. Biểu ơi, ăn miếng ăn miếng. Trời đất ơi, chị không bỏ vô đây, ai bỏ vô đây? Trời đất ơi, ớt ở đâu dữ vậy nè? Trời ơi, tôi chết rồi. Cái này là hai thằng mắc dịch kia rồi. Thánh thần ơi, cũng hai thằng quỷ sứ này nữa hả trời ơi. Hai anh còn tới đây làm gì nữa? Bộ hại tía má tôi vậy chưa đủ hả? Ôi Thắm, em đừng có nói vậy tội nghiệp anh lắm. Người bên cạnh cái bên anh không biết làm sao á. Chứ anh là anh thề với em, anh tuyệt đối không bao giờ làm bất kỳ điều gì với hại tía của em hết. Thắm ơi, những người mà đổ lỗi cho người khác là người đó làm đó Thắm. Anh không bao giờ làm cho chú buồn. Và hơn nữa anh là người có ăn có học lại có địa vị xã hội đàng hoàng mà, sao anh làm được chứ? Ôi trời ơi, em dòm cái miệng à. Thấy không, nói ra mấy lời vậy sao tính được? Làm sao mà tính được? Ê, mấy người hay giả nai là mấy đó mới đáng sợ đó. Thôi mệt quá, tôi không muốn nghe hai anh nói gì nữa hết á. Nè nha, tía má tôi kể từ giây phút này mà có bị cái gì nữa, hai anh chết với tôi đó. Nhớ đó. Thấm. 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 Thấm gì? Thấm gì? Theo cái sự tính toán của tao thì bây giờ nên đi nhậu đi. Chất quốc gì ông nội? Chất quốc cái gì? Thì khi đi nhậu á, nhậu vào rồi kế nó lòi ra. Ê, mệt quá. Mày nào cũng vậy chứ. Theo sự tính toán của tao thì ê, Thắm tới. Giỡn nó tao chọt ly đầu mày giờ. Ăn cơm. Hả? Tôi đến để nói về chuyện của hai đứa nhỏ. Ừ. Nếu mà anh đã đồng ý thì cứ tiến hành vậy đi. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy.
đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Có chút bối rối, có chút tan vỡ, có chút thương nhớ tình ai. Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi, để cho lòng anh thỏa nhớ mong. Ui là, con mũi bự quá. Không cần cảm ơn đâu, tôi về nha. Người nói yêu em đi, người nói yêu anh đi. Ui da. Kệ tao mày. Yên tâm đi, em nhất định sẽ giữ vững lập trường của mình mà. Má em thương em lắm, em mà ham bỏ nhà đi cái hại là má em sợ chịu liền à. Ủa mà má em mà chịu hả thì tía em cũng phải ưng thôi. Nè, anh cũng phải giữ vững lập trường của mình nghe chưa. Ồ vậy đi. Má, sao nhà có mấy người à mà má làm nhiều dư món dữ vậy? Đâu có đâu con, tại vì má là nổi tiếng ở cái vùng này á, làm cái môi dư món ngon lắm cho nên người ta ngưỡng mộ má quá đi. Người ta đặt hàng thì thôi sẵn đó má làm luôn. Má của con đúng là số 1 luôn á. Má, con sắp vậy được chưa? Cho nó đứng lên vậy hả? Lẽ ra đó là mình phải sắp bằng tay, mình sắp cho nó vòng, nhưng mà sắp vậy thì nó công phu với nó mất thời gian quá. Dạ. Thôi thôi tạm sắp vậy cũng được. Mà má ơi, chiều nay á nhà mình nấu bánh tét luôn nha. 25 mới nấu. Nếu như mà cô mà thèm quá đây thì thôi để tôi mua trước cho cô ăn nha. Thôi, con đâu cần ăn liền giờ. Tại vì hả, nhìn thấy dưa món tự nhiên nhớ bánh tét à. Dưa món thì má ngâm 2-3 ngày là ăn được à. Mà má biết không, thằng Út Kiệm nhà bển á, nó đòi bỏ nhà đi, bị la cho một trận, bây giờ đố dám nữa. Ở bên đó đó hả, con bỏ nhà đi chỉ có la thôi đó, chứ gặp má đây hả, tao đánh hả, tét chổi lông gà luôn đó. Trời ơi, má bây giờ con hỏi thiệt nha. Thí dụ thôi, thí dụ nếu mà con Út Đượm nhà mình á, nó cũng đòi bỏ nhà đi như vậy, má tính làm sao? Thí dụ mà nó có như vậy đó hả, thì má sẽ tịch thu điện thoại của nó, má sẽ lấy hết quần áo đẹp của nó, xong rồi má lấy xe lại luôn, cho nó đi bộ. Con thấy vậy được á, coi bộ nó sợ. Ủa, đứng đó nào vậy? Làm gì vậy? Trời, mày xách đồ đi đâu đó hả? Dám xách đồ đi ra khỏi nhà nè, đúng vậy không? Đi luôn đi, tôi thách đó, đi luôn đi. Dạ không có, cái này á là đồ cũ con soạn ra để con mang qua cho con Mận. Đúng má, trời ơi, đồ cho con Mận chứ vậy Út hả? Nhà mình làm gì dám nó thương người cho đồ cũ đó. Vậy ha, chứ tôi nghĩ thử trong đầu thôi mà có cái chuyện là bỏ nhà ra đi hả, xin lỗi tôi cho đi luôn đó. Trời ơi, không có sợ đâu. Ôi, không khó khăn gì đâu đúng không? Thôi, không có đâu. Thôi giờ lấy đồ cũ đi cho con Mận lẹ đi, rồi về phụ hái má nấu cơm nè. Đi. Thôi em suy nghĩ lại rồi, em thấy cái đồ này nó còn mới quá à, cho nên em để dành lại em mặc. Giờ em mang vô em dẹp nha, rồi có gì em ra phụ hai với má nấu cơm. Ủa vậy ha? Vậy thôi, mà không muốn cho đồ nữa thì thôi. Nè, không biết bây giờ bên nhà của thím Út nó sao ta? Cái chuyện này á con bạn kỹ với anh Cần lắm rồi,
đâu vô đó, không có lọt đi đâu được má lo. Ai da, mà nghĩ là cũng tại lỗi của má với lại thím Út nó. Hai người ta bày đầu cái chuyện này mới ra nông nổi này. Có đứa nào ở nhà không? Hả? Có nào ở nhà không? Trời ơi, may quá, có con ở nhà. Lẹ lẹ lẹ, chở má đi ra ngoài chợ. Con có chuyện quan trọng muốn nói với má. Xin tiền nữa chứ gì. Thôi thôi, chuẩn bị lẹ lên. Má, cái gì vậy? Dạ Di, con phải cưới em Đượm. Hả? Con à, má đừng có khuyên con gì nữa hết. Kỳ này mà con không cưới được em Đượm hả, là con bỏ nhà đi cho má coi. Con bỏ nhà đi thiệt á. Gì? Bỏ nhà hả? Thôi đi liền luôn đi. Nè, thử thách em đi thiệt á. Kìa, cổng mở sẵn luôn kìa, đó. Bước ra đi luôn, không ai cản hết. Má, má giờ muốn con đi luôn đúng không? Bây giờ con muốn đi, má cản sao được. Toàn! Có, biết rồi, đợi xíu. Nè, đồ anh sắp sẵn rồi nè. Đi ngay bây giờ cũng được nữa. Hả? Út, nên nhớ một khi bước ra khỏi cổng đó là em không có cửa quay trở về nữa. Ừ. Má. Đúng không má? Phải rồi, đó là điều tất nhiên. Tại sao mọi người lúc nào cũng muốn áp đảo con hết vậy? Được rồi, kỳ này là con sẽ không bao giờ cho mọi người đối xử với con vậy nữa đâu. Mọi người muốn con đi chứ gì? Vậy thì con sẽ không đi. Vậy thì tốt, biết điều á thì chở má ra chợ ngay để má mua sính lễ làm đám hỏi. Má, vậy là má chịu làm đám hỏi cho con với em Đượm rồi hả má? Ai nói, không phải là cho con mà là cho anh hai của con kìa. Gì? Cho con? Ừ, ngày mai má sẽ qua nhà anh chị Năm đem đồ sính lễ để hỏi cưới em Thắm cho con. Chẳng phải con muốn cưới em Thắm hay sao? Tất nhiên là con muốn cưới rồi. Nhưng mà em Thắm chưa ưng con sao cưới? Chưa ưng cưới gì à, sẽ ưng sao? À, gì cho con có ý kiến nhẹ cái. Sao? À, từ theo sự tính toán và quan sát con nãy giờ, con cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không tính toán gì hết. Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng, đó là điều đương nhiên. Không nói gì hết. Đi, chuẩn bị xe chở má đi. Thiệt là trái ngang á. Đâu đám cưới mà còn đi mua đồ cưới nữa. Ê, khoan, đi đâu vậy? Đi tìm hiểu sự thật. À. Ê, tao đi với. Thật là hết biết. Mới bị hù của chút xíu bỏ cuộc rồi. Làm hư hết cái quả trơn trọi à. Nè. Gì vậy? Vậy còn đỡ hơn cái người ấy hả? Mà sợ mất áo đẹp, mất xe đẹp, mất điện thoại đẹp thì bỏ cuộc ha. Ai nói? Tại vì tôi nghe có người bảo cuộc trước cho nên tôi mới bắt chước làm theo chứ bộ. Nhưng mà trời ơi, lo gì? Ông bà mình có câu hả? Thua keo này mình bày keo khác. Bà bị gói dữ vậy? Keo khác là keo gì? Nói nghe thử coi. Tạm thời chưa nghĩ ra. Mình nghĩ ra thì nói ha. Vậy cũng nói nữa. Út, sao ở đây vậy má đâu? Dạ, hồi nãy em với má đi giữa đường á, cái gặp mợ ba. Xong cái má theo mợ ba, đuổi em về nhà luôn. Hai với anh Tái đi đâu vậy? Đi điều tra coi tại sao dì lại quyết định hỏi vợ ngay vào ngày mai. Cái này em biết nè. Gia viên này ta cưới vợ cho cháu ngoại ta đó. Hả? Bay chuẩn bị may quần áo ta mời á. Dì cưới ai? Thì con Thắm. Con của thằng cha Năm Râu á. Con Thắm á hả? Ừ. Thôi nghe đâu là nhiều đám dòm ngó con nhỏ đó lắm mà nha. Ừ. Mẹ mà bộ ủ vợ chồng cha Năm chịu gả cho cháu gì hả? Trời ơi, thì con Thắm nó thì nó ưng thì coi như vợ chồng Năm cũng phải chịu thôi. Sáu ơi sao? Dạ. Ủa Tám, cho người chở hai thùng nước ngọt qua nhà tôi giùm cái nghe. Hôm nay chị lấy loại nào? Bảy ướp viên tẹt. Hả? Đâu có loại này là loại bảy ướp viên tẹt gì đâu. Chàng ơi, bảy ướp viên. Đây nè, trước mặt bà nè bà ơi. Trình in nó không thấy. À cái này hả? Ủa? Trời ơi, đập bảy ấp gen tẹt nó. Ủa là cái gì ta? Nghĩ hoài không có ra. Trời ơi, đập vậy mà không nghe. Ta dạ. Nó khổ lắm. Dạ sao? Cháu ngoại ta nó khổ. Mày thấy nó đẹp trai. Dạ. Phải không? Mà ta nên nó học cũng giỏi. Rồi tới khi nó đi làm cũng giỏi. Rồi tới bây giờ cưới vợ. Nó dạ. Giỏi luôn. À. Nó khổ vậy đó. Dạ. Giỏi mà. Thấy bởi vậy, ta nên có con Thắm nè. Trời ơi, thanh niên làng này tôi theo nó quá trời quá đất. Dạ. Nó không có chịu. Dạ. Vậy mà nó chịu cháu ngoại tao vậy mới khổ cho nó chịu thằng Chí đó. Dạ. Ừ. Tám Tám. Ừ. Tám nói là sao? Con Thắm nó ưng thằng Chí cháu ngoại của tao ở Tám hả? Ừ. Thiệt không? Trời đất ơi.
Nói chuyện hệ trọng vậy rồi tôi nói giỡn sao trời. Ngày mai tôi phải qua bển hẹn với chồng vợ chồng năm rồi, qua bển để bàn về cái chuyện cưới sinh của tụi nó nè. Thế bởi vậy đó. Sao kỳ vậy ta? Chẳng lẽ anh cần con trai mình thua cháu ngoại người ta sao trời? Ôi thì chấp nhận đi bay ơi. Con trai của bay làm sao mà bằng cháu ngoại của tao được. Thua là chuyện tự nhiên thôi. Không dám đâu dì Tám. Vậy? Làm sao mà cháu ngoại của dì bằng con trai của cháu được chứ? Trời. Thì đó, trước mắt là coi như là tao cưới con Thắm cho cháu ngoại tao được. Mà thằng Cần của bay là không cưới con Thắm được. Xin lỗi dì à. Bộ dì tưởng dì đem chầu câu qua cưới hỏi là con không biết đem chầu câu qua hả? Cưới hỏi hả? Ngày mai nè, con sẽ qua bên nhà anh Năm chị Năm nha. Con xin cưới con Thắm cho thằng Cần, con trai của con. Với mối thâm tình của hai bên nha, chắc chắn con Thắm sẽ thuộc về thằng Cần. Thì nếu bay không sợ mất mặt thì cứ đem chầu câu qua bển đi. Dì cứ chờ đó. Mình cứ chờ đó. Để rồi coi. Để rồi coi. Mọi chuyện là như vậy á. Rồi, đợt này là căng lắm luôn nè. Theo sự tính toán của tao á, ngày mai đi hỏi vợ là cái ngày đầy sặc mùi thuốc súng đạn. Anh Cần ơi. Ủa anh Cần đâu rồi? Ủa mới thấy anh Cần đứng đây mà anh Cần đâu rồi hả? Dạ. Cái ông này làm cái gì vậy? Xích xích ra coi. Đụng cái là sáp vô hả? Không cần đâu. Dạ chị em nhớ rồi. Anh Cần anh chạy qua bên kia chị. Qua bên kia. Anh Cần ơi. Anh Cần. Mèn ơi, quái thiệt á. Trời ơi là trời, theo cái sự tính toán của tôi, bị người ta làm ngơ từ nhỏ đến lớn là khổ lắm á. Chị mà vẫn cứ theo đuổi người ta hoài, chứ không biết. Trời. Đi rồi. Em xin lỗi anh. Mày để ý người ta đúng không? Dạ. Mà sao không chạy theo đi? Dạ thôi anh ơi, người ta cứ làm lơ em hoài rồi. Anh không hiểu được cảm giác đó đâu. Mày nói gì? Bị làm lơ không hiểu cảm giác đó hả? À. Nhớ xưa khi lạ nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi dạ ly thật thơm. Khi đêm sang, đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thơ. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm ngơ. Nhớ xưa khi còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Ủa vậy anh muốn bỏ cuộc luôn hả? Không bao giờ. Anh sẽ vẫn kiên định với tình yêu của chính mình. Vion tặng giá ưu đãi 30% vé The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Đừng bỏ lỡ.